tree hits you. Listen. Harvest is upon us. Thank you.
many try. So many souls to liberate. Thank you.
point. Hello? Tin thôi. Dừng, đã dừng tự nhiên rồi. Dừng tự nhiên đầu trận thì khỏe rồi. Dừng tự nhiên đầu trận của anh thì mắc khỏe rồi. The harvest is upon us. Thừa một đống vây lè đây nè. Đấy. Đéo không chơi. Ê, vây lè 2 này, vừa bán 2 con vây lè nữa. Bắt mất Vega rồi. Bắt mẹ Vega rồi. À, đi vòng lâu quá. Vega quá ngon thì cả cùng kiếm cho nó cái giáp lưới nữa thì mẹ thành cái ma vũ thì đâu quá. Tạm vậy nè thôi. Thank you.
để dành 30 vàng. Thế mà thằng cuối bảng còn chưa để dành được. Lộn về đây hai và bắn tam thiếu vẽ đi. Ôi giời, lại bị chấm dứt rồi anh. Thế thế. Quên rồi, áp lực mắt sớm quá rồi, địt mẹ có lại có thìa thì lấy đâu ra vũ phù thủy à... biến ra ma mang ba thành pháp sư ép phù thủy ngon kìa. Đéo có cung, có cung ép ma vũ cho Vladimir thì
cung gì ấy cơ, cung với cả cái áo ấy. Anh phải xoay hệ đi, hệ rừng tự nhiên nó chỉ được đầu trận thôi, xong rồi yếu à. Lửa chế hồi rồi. Lửa chế hồi chắc là không có gặp Thaddeus ở đấy. Vậy gần xuống còn 44 máu rồi. Điều hồi lướt hồ vệ bóng tối, ngon. Thêm một lửa nữa, được xạ thủ ngon. Phần này thêm các đánh xạ thủ ngon. Vãi lô em không được đồ nào đấy. Wow, hấp dẫn vãi lìn được luôn ma vũ đây. Hấp dẫn. Dẫn ra thẳng đồ lớn ma vũ, ra toàn vàng. Lợi quá anh ạ. Thật đẹp lé các kiểu à. Đội hình châu ấy. Tối được nhân đôi sát thương. Nè chí mạng ra sô thì em phát trên luôn.
sẽ bắt được bà đan, bắt được bà đan thì ngon. Vừa pháp sư có tánh về triệu hồi bây giờ mạnh nhỉ anh nhỉ, hồi nghe vẻ bây giờ mạnh. Bạn chó cái mặt bà lan của em kìa, cay vãi lồn, cay thực sự. Đéo biết lấy cái gì luôn. À nó cướp mặt bà lan kìa, con chó nó gần chết rồi cướp mặt bà lan ạ. Nó lấy bà lan làm gì? Đéo hiểu. Đấy luôn. Nó có một cái đai khổng lồ, một cái cung. Nó lấy Baran, nó lấy cái thìa. Biết lấy làm gì? Lên gì ra bà, anh phải có Lego là ngon. Mà nó đéo bắt được bà đan thì mới may có cơ hội bật, chứ còn không có bà đan không bật được. Qua được không? Không qua được rồi anh ơi, mẹ lửa chứ ôi. Bữa nay lên được 6 pháp sư ạ. Ủa chị hồi bây giờ khỏe vãi nhìn thật. Không lên kịp. À quả đấy trụ được là em lên. Trụ được là em lên đấy, thì vẫn còn 50 vàng cơ mà. Em vẫn còn 50 vàng. Cái thực sự thần kiếm đấy anh, làm mẹ cái phong thần kiếm được, ghép phong thần kiếm cho thật đẹp được. Phong thần kiếm ngon mà.
gặp manh thú hay sao ấy. Gặp manh thú. Bóng bóng thằng nào ấy. Bóng thằng hello. Em xin thằng gặp thằng em xin. MC Elin nửa triệu hồi. Quẻ. Trượt từ anh cứ để Kira ra ngoài được cho Varus vào được thì nói chung là cái đạo khỏe thì để tí nữa cho thêm Varus vào bên 8 cho Varus vào nhanh mà lấy đồ xong ấy thừa lên 8 à đéo được xem phần lấy đồ à bật ra thiên nhiên xong lấy cái phá kiếm ấy, lấy cái cầm nặng này và đan thôi cần gì nữa thật đẹp búp búp thật đẹp thôi giờ chỉ búp thật đẹp thôi. Nhiều tiền thì cứ up up dần lên 8 thôi up up kinh nghiệm lên 8 thôi từ áp để lại khoảng 50 vàng nó áp hết 8 luôn. Thì ra ba cũng khác nhiều cây nữa đi. Dần lên 8 đưa Varus vào anh ạ. Áp lên 8 là 50 đúng không? 34 là còn 16. 14 nốt trận này là còn 14 rồi. Là lên được, có khả năng là lên được. À sau trận này còn ăn bài chim mà. Ăn bài chim. Ừ. Bài chim thì rồng, rồng. Ăn hết vàng rồi, ăn hết vàng, ăn hết rồng thì mình lại lên. Tập thằng nào chấm dứt được. 6 triệu rồi, nó 6 triệu rồi. 6 triệu rồi, 4 vòng tối. Rồng.
bỏ ma ra vào cái chỗ tốc đánh ấy cũng thơm gì. Con Ruiz bỏ ra ngoài, bỏ ma ra. Ruiz bỏ lên vào giữa thờ đẹp ấy còn đấy được, bao lần con Lautilus được. Ruiz để giữa thờ đẹp với cả Lautilus còn cho con đấy lên. Cho lên tanh luôn, có Ruiz thì cho lên tanh luôn. Cái ulti của con đấy đấy mà. Kẻ dẫn dắt linh hồn mà chết nó vẫn bắt được hồn mà. Con Varus vào góc sát anh nha, bỏ con Varus vào góc sát anh ấy, đổi vị trí con Di ra cho con kia đẹp, Di ra kia đẹp, hoặc là đổi con Zugik được, đổi con Zugik cho con Varus được, đẩy con Zugik vào góc ấy, vào góc chỗ anh ấy, có sát thủ nó nhảy vào đấy, anh đẩy một vị tướng vào góc chỗ anh, con pet của anh ấy. Để con dụ đấy, đúng rồi, để một con vào góc đấy. Ồ không, con Z thì tôi bỏ đi, để con Zubik vào đấy ấy. Con Z nó nhảy đi mà. Kira cũng nhảy đi đúng không? Anh đẩy con Ziza lên một bậc, sau anh bỏ con kia đẹp vào góc trong cùng con Kira ấy. Đẩy con Ziza lên một bậc nữa, đẩy tiến lên một bậc nữa. Bây giờ sát sát ủ nhảy những cái vị tướng ở xa còn đi ra thì người đứng cạnh con kia đẹp ở góc đấy thì nó ulti là nó cứ nhảy thôi, ulti nó cứ nhảy thôi, ơi đi ra cứ đứng bằng phơi đứng đánh phơi luôn. Một vs một sinh trường này nó cũng khỏe cơ, có lửa kìa anh, có hộ vệ có lửa kìa, bình thư đồ nó ấp lửa, bây giờ chắc chị ép Z tôi hệ lửa chứ. Búp lốt, anh còn cái áo trong bạc xong búp lốt đi. Áo còn áo trong bạc kìa. Để làm gì? Áo trong bạc giờ ra đồ đâu? Nè, nó ăn đi à kìa. Vãi lồn Sion kìa. Vì Sion trâu vãi đi. Ăn được đấy chưa? Anh xếp đội hình chuẩn mà bọn sát thủ nó không nhảy được là nó chết mà. Nó đi ra được đánh tôi đi là nó chết mà. Chết.
tét nó để góc này, nó nhảy vào con kim đẹp. Ok, kim đẹp ba ngon vãi. Anh bỏ con Maha ra, bỏ con Maha ra đằng sau con thật đẹp đấy. Còn đưa con kim kia ra lên chê vào còn đấy. Không. Anh đặt sai rồi. Bỏ ma ra để đằng sau thờ đẹp, còn kim đẹp cứ để nó trong góc đấy. Con kia ra thì cho vào cái vị trí mà tăng tốc đánh đấy. Luôn. Hy vọng vào cái bùa sứ giả thôi. Đây bùa đỏ. Đây, anh bỏ con ma ra vào chỗ này này, anh bỏ con ma ra vào chỗ này này, bỏ con kia đẹp ở xuống dưới, bỏ con kia đẹp xuống dưới. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Con ấy để gì cho đây? Đẩy sang một tí thôi. Lúc sau con ma ra. Triệu hồi lên cô. Lắc quá thân nửa ngon, lắc quá thân nửa cũng được mà. Anh để con đấy, để lắc đấy phát là nó cẩn thận sát thằng Z nó nhảy chết đấy nhá. Thằng Z nó đứng đây này. Nhảy ra góc đấy đấy, thằng Z nó đứng đây nó nhảy góc đấy đấy. Nó đổi rồi. Z đẩy đẹp rồi. Chị hồi lên cô giờ quá thì chả làm gì rồi. Hồi của anh bây giờ thì đấy thôi. Queen ai đấy chưa sắp xếp, anh phải cần sắp xếp, anh nhìn tướng nó cơ. Anh nhảy phát lên vàng kìa. Vàng chứ. Vàng cái bạch kim. Cái lìn, thế này em không đánh được với anh rồi. Em vẫn đồng mà. Anh nhảy tranh cấp quá. Làm gì để ra ngoài? Chỉnh em đổi chế độ là được mà. À, đồng một phải bây giờ phải nhảy lên bạc thì lại mới đánh được với ai. Từ lúc nãy anh vàng, lúc nãy anh vàng em bất đồng, kể vì em không chơi mấy em chỉ bắn cái kia thôi. Bây giờ nó đổi chế độ làm gì để thoát ra ngoài được.